Lời khẳng định tin tưởng của Tổng thống Indonesia rằng Việt Nam sẽ luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho họ làm việc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau hội đàm, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ vui mừng khi sớm đạt được mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Ông cũng hoan nghênh doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau, đồng thời cho biết đã có hai công ty kỳ lân của Indonesia đầu tư đáng kể vào Việt Nam. Tổng thống Joko Widodo khẳng định, tôi chắc chắn rằng những công ty Indonesia đầu tư vào Việt Nam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện tốt nhất. Tôi cũng muốn khuyến khích các công ty Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia.